Xin chào quý anh chị em mình, em là Tú và trong video này em Tú sẽ review trên tay giao lưu với anh em mình một chiếc đồng hồ vàng khối dây da của nhà Rolex, một chiếc đồng hồ với thiết kế thân vỏ vàng hồng nguyên khối, riêng phần niềng sẽ có đó là vàng vàng nguyên khối và chúng ta sẽ có trang bị đó là niềng ránh khía cực kỳ cổ điển và bên trên sẽ là một cái phần niềng kim cương nhá. Và với tình trạng một chiếc hàng đã qua dụng, chúng ta có thể cảm nhận được độ mới, độ đẹp của chiếc đồng này đúng không ạ? Chúng ta sẽ có đầy đủ các phụ kiện đi kèm bao gồm hộp sổ thẻ tác và bên trên tay phải của em đây ạ, đó chính là tấm thẻ bảo hành chính hãng đi kèm với chiếc đồng này. Ở mặt sau chúng ta sẽ có đầy đủ mã máy số seri của đồng hồ 50605 RBR, mã số seri của đồng hồ ở bên dưới. Chúng ta sẽ có ngày kết bảo hành 18 tháng 4 2022, bảo hành chính hãng đến tháng 4 2027, và khi mà anh em mình giao lưu tại cửa hàng của em Tú vẫn sẽ bảo hành cho anh mình đó là 35, cam kết hàng chuẩn chính hãng, chọn đời máy, bao quay đầu đổi các lên đời khi mình có nhu cầu. Và với chiếc này em Tú đang giao lưu loanh quanh 395 triệu nhé. Với thiết kế sa mặt 39mm và phần càng thiết kế khá là dài, đầu càng hơi cù một chút, bởi vậy thì nó sẽ phù hợp với mọi cổ tay của anh mình, từ cổ tay nhỏ đến cổ tay to, trên tay vẫn rất tuyệt vời với chiếc đồng hồ Rolex Series nhé. Với thiết kế mặt số trải tia màu hồng, chúng ta sẽ có đó là màu sắc rất cùng tông với mặt thân vỏ, và chúng ta sẽ có lối bật đó là một cái phần niềng bên trên sẽ làm như bên kim cương chính hãng, bên dưới thì sẽ có phần thân được làm bằng vàng vàng 18K, màu sắc cực kỳ đối lập với nhau và chúng ta sẽ có những rãnh khía vô cùng sắc bén nhé. Là một chiếc đồng hồ với thiết kế đơn giản và sang trọng, bởi vậy chúng ta sẽ có thiết kế mặt số được hoàn thiện bằng công nghệ trải tia này, và với thiết kế các cọc số bằng vàng tạo hiệu ứng bắt sáng, và chúng ta sẽ có một vòng tròn bao quanh ô mặt số, chúng ta sẽ có đó chính các vạch chia phút được thiết kế chìm xuống so với mặt số chính. Chúng ta sẽ có logo thương hiệu của hãng, dòng sản phẩm Sally và dòng chữ Sweet Mate bên dưới góc 6 giờ nhé. Về thiết kế mặt kính, chúng ta sẽ có đó chính là mặt kính sapphire nguyên khối, mặt kính sapphire cực kỳ dày và siêu trong, và chắc chắn vẫn sẽ là mặt kính zin đi kèm với đồng hồ. Chúng ta sẽ có mặt kính này, anh em mình có thể thấy được đó là cái hiệu ứng khi mà có ánh sáng đi qua tạo cái sự chuyển sắc của mặt số trải tia phớt hồng rất là đẹp đúng không ạ? Và nếu mà chúng ta nhìn ở bất cứ một góc nhìn nào thì anh mình cũng có thể cảm nhận được độ bắt sáng cũng như là độ độc đáo của phần mặt số của chiếc đồng này đấy ạ. Một chiếc đồng hồ cực kỳ độc đáo khi mà anh mình đã quá chán với những thiết kế mặt số màu trắng hay màu đen. Ở phần thân vỏ bên dưới chúng ta sẽ có thân vỏ bằng vàng hồng nguyên khối nhá. Và loại vàng này chính là loại vàng độc quyền của nhà Rolex có tên gọi vàng Everose Gold, một loại vàng hồng hiện tại đang được trang bị trên các mẫu đồng hồ sử dụng thân vỏ vàng hồng nguyên khối của nhà Rolex. Và chúng ta sẽ có những cái thiết kế toàn bộ thân vỏ được đánh bóng, các phần càng sẽ có thiết kế khá là gọn gàng, và bên cạnh càng thì vẫn sẽ là những cái điểm đánh bóng tạo hiệu ứng bắt sáng vô cùng đẹp. Ở bên tay phải của em đây ạ, chúng ta sẽ có thiết kế lúm chính của đồng hồ với logo thương hiệu của hãng chính giữa, bên cạnh lúm thì vẫn sẽ là những cái ránh khía được làm thiết kế bo tròn vào bên trong. Chúng ta sẽ có những cái ránh khía này, và nếu mà anh em mình xoay theo chiều góc 6 giờ là có thể mở được phần lúm này ra. Và nếu mà chúng ta xoay theo chiều tiến lên thì sẽ là lên cót tay cho bộ máy tự động này. Thì khi mà anh em mình đeo nhiều hoặc ít vận động thì chúng ta có thể lên thêm cót tay hỗ trợ cho bộ máy nhé. Và nếu mà chúng ta rút ra một lớp sẽ chỉnh giờ của đồng hồ, chúng ta có thể chỉnh tới chỉnh lùi một cách rất là thoải mái. Và với chiếc đồng này thì anh mình không cần phải lo lấy lại ô lịch, bởi vì em nó sẽ không có lịch nhé. Sau khi chúng ta lấy giờ và lấy giờ xong thì anh em mình có thể ấn này và xoáy lên để đóng hoàn toàn lú vặn cổ chai này lại. Độ chống nước của chiếc này rất là tốt, lên tới 100m, chúng ta có rửa tay đi mưa rất thoải mái. Nhưng với thiết kế bộ dây đi kèm thì bộ dây này, bộ dây da thì chúng ta sẽ phải kiêng nước nhá. Bởi vì bộ dây da này nếu mà gặp nước thì nó anh em mình đeo sử dụng lâu dài thì nó sẽ có thể bị hỏng bộ dây, hoặc nó có thể gây một số cái mùi khó chịu. Bởi vậy thì anh em mình giữ cho cái bộ dây này càng khô càng tốt thì bộ dây càng bền đẹp. Và bộ dây này sẽ là một bộ dây mới 100%, bộ dây handmade khâu tay, và chúng ta sẽ có màu sắc là màu nâu đen nhá. Bộ dây này em đặt đúng y như theo kích thước dây zin của hãng, bởi vậy thì chúng ta có thể thấy được đó là từng cái điểm lối nhau từ phần bộ dây đến phần thân vỏ khít khìn khịt. Và chúng ta sẽ có về thiết kế khóa thì vẫn sẽ là khóa zin đi kèm đồng hồ với logo thương hiệu của hãng lối bật ở chính giữa, và ở mặt sau chúng ta sẽ có dấu khắc triện 750, triện đầu chó Vela cân tiểu ly và triện Rolex SA. Mặt sau dây vẫn sẽ có đầy đủ logo thương hiệu của hãng nhé. Và chúng ta sẽ có mặt đáy này sẽ là một cái lớp siêu vẫn còn được dán trên toàn bộ phần mặt đáy này. Nếu bóc ra vẫn sẽ là mới tinh đấy ạ. Chúng ta sẽ có các phần càng sẽ có đầy đủ các dấu triện đi kèm. Bộ máy của chiếc đồng ngoại dụng có tên gọi Rolex 3132
Với bộ máy này chúng ta sẽ có thời gian tích cóp 48 tiếng, chúng ta sẽ có sai số cộng trừ không quá 2 giây một ngày, 31 chân kính, và với bộ máy này thì có thể chạy chính xác trong mọi điều kiện, mọi môi trường, chống sốc, chống từ, chống nhiệt vô cùng tốt nhá. Và với chiếc Rolex này thì hiện tại em Tú đang sẵn sàng giao lưu tại cửa hàng ở địa chỉ Hà Nội. Anh em ở gần cửa hàng của em có thể qua trực tiếp để thử trên tay nhá. Bây giờ em Tú sẽ ướm thử trên tay của em để anh mình có thể cảm nhận được vẻ đẹp của chiếc Rolex này. Một chiếc đồng hồ với thiết kế mặt số độc đáo lạ mắt, và ở phần thân vỏ chúng ta sẽ có sự kết hợp giữa vàng hồng, vàng vàng và kim cương rất đẹp và nổi bật nhá. Chiếc này thì hiện tại trên thị trường thì gần như là chỉ có em Tú đang có một chiếc đồng hồ duy nhất còn rất là đẹp và mới, đầy đủ phụ kiện đi kèm và quan trọng nhất đó là date cao. Với chiếc này em Tú đang giao lưu 395 triệu, và số điện thoại hotline em có để góc màn hình. Anh em mình em tư vấn hỗ trợ thì có thể gọi điện trực tiếp cho em nhé. Cảm ơn anh mình đã theo dõi. Em xin kết thúc video tại đây.